Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần 1 và phần 2 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần 3, đó chính là tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng. Tổng là phép gì em? Tổng là phép cộng, tích là phép nhân. Đúng không? Tổng và tích của chúng. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập phương trình bằng cách chúng ta sẽ giải cái bài toán ở hoạt động 5 này nha. Giả sử hai số có tổng S. Tổng nè, S là bằng 5. Tích của chúng ta B là bằng 6. Đây là tổng nè. Thằng này là tổng nha. Nhớ thằng này là tích. S là tổng, B là tích. Thực hiện các bước sau để lập phương trình bậc 2 nhận hai số đó là nghiệm. Gọi một số là X. Nghĩa là chúng ta tổng á thì ví dụ này. Ví dụ chúng ta có một số là X thì số kia chúng ta gọi nó là A đi thì bằng 5. Thì cái này là S đúng không? Tại vì ở đây người ta nói là một số là X rồi. Bản thân một số, cái số thứ nhất là X, thì số thứ hai thì giả sử nó là A, thì X cộng A phải bằng 5. Cái hiểu nào? Tính số kia theo X. Tính số kia nghĩa là tính số A. Như vậy từ đây chúng ta suy ra A này sẽ bằng mấy? Bằng 5 trừ X. Chuyển cái X này qua. Như vậy cái số còn lại, cái số còn lại nó sẽ là 5 trừ X. Ok chưa? Các em hiểu nè. Đấy. Rồi câu B. Sử dụng kết quả câu A và giả thiết, hãy lập phương trình để tìm X. Như vậy ở đây chúng ta thấy này, tích, tích giữa cái số X và cái số còn lại là bằng mấy? Bằng 6. Như vậy chúng ta có phương trình là gì? X là số thứ nhất. Cái số còn lại hồi nãy chúng ta tìm đó chính là 5 trừ X. Như vậy chúng ta lấy 5 trừ X này bằng mấy? Bằng 6. Như vậy chúng ta giải cái này ra thì chúng ta sẽ tìm ra được X thôi. Như vậy chúng ta nhân vô nó trở thành là 5X. X nhân 5 bằng 5X. 5 nhân trừ X trở thành là trừ X bình phương sẽ bằng 6. Chúng ta chuyển máy này qua bên đây để đổi dấu, để vế bên này đã xuất hiện là số 0. Chúng ta chuyển hết cái thằng này qua bên đây. Như vậy nó ra được là X bình phương trừ 5X cộng cộng mấy? Cộng 6 sẽ bằng 0. Có đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta ra tới đây rồi thì chúng ta sẽ tính delta và chúng ta giải ra thôi. Em hiểu không? Như vậy hai kinh nghiệm đó, hai kinh nghiệm đó là hai kinh nghiệm nào? Chúng ta bấm menu 922. Ta bấm 1 trừ 5 6 32 nghe. 1 nghiệm x bằng 3. 1 nghiệm x bằng 3 và 1 nghiệm x bằng 2. Đó. Rất là đơn giản như vậy. Nếu chúng ta biết tổng và tích thì chúng ta sẽ tìm ra được kinh nghiệm của cái phương trình này ngay. Mình cách giải như thế. Được chưa nào? Rồi ok. Đây. Thầy cũng giải cho các em xem này. Cái chỗ câu A số còn lại tại sao là 5 trừ x thì thầy này có sự giải thích rồi đúng không? Ta có A cộng cho x bằng 5 thì từ đó chúng ta suy ra cái số còn lại là số A. Suy ra A sẽ bằng là 5 trừ x. Như vậy số còn lại chúng ta đó chính là 5 trừ x. Khi đó chúng ta có cái tích. Cái tích của hai số x và 5 trừ x thì nó chính là x nhân cho 5 trừ x. Thì theo đây bài cái tích của chúng ta là bằng mấy? Bằng 6. Thì nếu chúng ta nhân ra chuyển vế đổi dấu chúng ta tính delta, sau đó chúng ta đi tính x1 và x2 theo công thức nghiệm mà chúng ta được học rồi đó. Nha. Rồi, ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Như vậy sau khi mà chúng ta đã hiểu rồi đó, thì chúng ta có này. Nếu hai số có tổng bằng s và tích bằng b thì hai số đó là hai nghiệm của cái phương trình bậc 2 x bình phương trừ sx cộng cho b bằng 0. Nhớ thầy như vậy. Nhưng mà có phải hôm nay cái bài của chúng ta s ta bằng mấy? Bằng 5. B là bằng 6. Nếu ta thế chỗ đây thì ra được phương trình có phải là x bình phương trừ cho 5x và cộng cho 6 bằng 0 không? Đúng không? Đây chính là gì? Đây chính là s. Và đây chính là gì? Đây chính là b. Nhớ nha. Cái dấu trừ này là của nó này. Đó, các em phải lưu ý như vậy. Rồi, chúng ta sẽ đi sang trang 24. Ta đi sang bài cái phần ví dụ 4 này. Người ta yêu cầu các em là tìm hai số biết tổng của chúng là bằng 9, nghĩa là S của chúng ta là bằng 9 này. Tích của chúng ta là bằng 20, nghĩa là B là bằng 20. Thì theo cái phương trình mà chúng ta hồi nãy giờ chúng ta học là gì? X bình phương trừ cho SX cộng cho B bằng 0 đúng không? Thì chúng ta thế chỗ đây này. Nhưng mà nó ra được là X bình phương trừ cho 9x cộng cho gì? Cộng cho 20 sẽ bằng 0. Sau đó chúng ta giải phương trình này ra. Được chưa? Như vậy hai số đó chính là 4 và 5 này.
xong bây giờ chúng ta người ta giải rồi đó. Bây giờ người ta yêu cầu cái là luyện tập 3 này, tìm hai số biết tổng của chúng là bằng 11. Như vậy tổng của chúng S sẽ bằng âm 11 này, và tích của chúng tích như là B là bằng 28. Chúng ta thế vào chỗ này thì các bạn nó ra được là x bình phương trừ cái dấu trừ này là của trong cái phép tính mà người ta chứng minh rồi á. Còn bản thân S của chúng ta đây là vẫn là âm này, âm 11, ở đây là x cộng cho B là 28 bằng 0, thì phương trình này trở thành là x bình cộng 11x và cộng cho 28 bằng 0. Tới đây chúng ta sẽ tiến hành tính delta ha. Chúng ta tính delta này, B bình phương là bằng 11 bình phương trừ 4 nhân A là 1 nhân cho 28. Ok chưa? Như vậy ở đây chúng ta dùng máy tính vào túi, chúng ta bấm menu 1 ở đây thì nó về màn hình cơ bản 11 bình phương trừ cho 4 nhân 1 nhân 28 bằng 9. Bằng 9, như vậy thì căn bậc 2 của 9 thì bằng 3. Cái này lớn không thì nó có hai nghiệm phân biệt này. Có hai nghiệm phân biệt thì tới giai đoạn này thì chắc có lẽ chúng ta đã biết làm rồi đúng không? Như vậy x1 sẽ bằng trừ B là trừ 11 cộng căn bậc 2 của delta là 9 nhân 2A, 2 nhân cho mấy? Ở đây 2 nhân cho 1 sẽ bằng trừ 11 cộng 3 chia 2. Như vậy trừ 11 cộng 3 là bằng bao nhiêu em? Âm 8 chia 2 là bằng âm 4 này. Được không nào? X2 sẽ bằng trừ 11 trừ căn 2 của 9 chia 2. Như là trừ 11 trừ 3 chia 2 là bằng âm 7 này. Có hỏi chưa? Đó. Tổng âm 4 cộng âm 7 là bằng âm 11 đúng. Âm 4 nhân âm 7 là bằng 28 đúng. Như vậy hai số chúng ta cần tìm là âm 4 với âm 7. Xong. Vậy đó. Rất là dễ dàng. Đúng chưa? Rồi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi sang giùm thầy ở cái bài tiếp theo, đó chính là phần vận dụng. Phần vận dụng thì chúng ta sẽ giải bài toán trong tình huống mở đầu em nhé. Ta quay lại. Rồi, chúng ta quay lại ở tình huống mở đầu này. Bác An có 40m hàng rào lưới thép. Đây, 40m hàng rào lưới thép. Bác muốn dùng nó để rào xung quanh một mảnh đất trống đủ rộng thành một vườn hình chữ nhật có diện tích. Diện tích của hình chữ nhật ở đây là bằng 96m2 để trồng rau. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó ha. Chiều rộng và chiều dài của mảnh vườn đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta có này, giả sử như cái kích thước của hình chữ nhật ở đây, chiều dài và chiều rộng ha, nó là x1 với lại là x2. X1 là chiều rộng, x2 là chiều dài đi ha. Như vậy bác An ở đây là có bao nhiêu? Có là 40 mét hàng rào lưới thép. Đúng chưa nào? Như vậy thì ta có, bây giờ chúng ta sẽ tính giùm thầy cái nếu như mà chu vi á, nếu mà chu vi của hình chữ nhật là bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân 2. Có đúng không? Chiều dài, tại vì 4 thằng này rào lại là bằng 40 mét hàng rào thép này. Cạnh này, cạnh này, cạnh này cộng cạnh này thì bằng 40 mét, thì chứng tỏ ở đây là 2 nhân cho x1 gọi là chu vi đấy, x2 sẽ bằng là 40. Từ đây chúng ta suy ra x1 cộng x2 sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 20. Chúng ta có đây là tổng này. Như vậy suy ra đây chính là s của chúng ta là bằng 20 này. Làm ta có cái tổng á. Các em hiểu nào? Cái tổng s của chúng ta đây là bằng 20. Tại vì cái chu vi đấy, cái chu vi của chúng ta là bốn cạnh này cộng lại, giả sử chúng ta gọi thằng chiều rộng là x1, chiều dài ở đây là x2, thì chúng ta có x1 cộng x2 nhân cho 2 thì ra được chu vi. Và chu vi đây chính là bằng 40 mét của hàng rào. Như vậy ở đây chúng ta có cái tổng ở đây là S bằng 20. Còn một cái nữa đấy, diện tích. Diện tích thì bằng chiều dài nhân chiều rộng. Chiều dài nhân cho chiều rộng là bằng 96. Thì thằng này chính là B. Như vậy B của chúng ta ở đây sẽ bằng 96. Như vậy chúng ta thế vô trong cái phương trình mà chúng ta hồi nãy có là gì? X bình phương trừ cho SX cộng cho B bằng 0. Thì bây giờ chúng ta thế vô, như vậy ra được là X bình phương trừ 20X
cộng cho 96 bằng 0. Chúng ta giải phương trình này ra là xong tới mấy? Ra được lần lượt chiều dài và chiều rộng thôi. Có hiểu không? Ta bấm menu 922. Ở đây chúng ta nhập vô là 1 âm 20 96. Như vậy chiều chiều đề 12 ở đây 8, chứng tỏ chiều rộng là 8. Chiều rộng là 8 và chiều dài là 12. Như vậy đây chiều rộng là 8m và chiều dài chúng ta ở đây phải là 12m. Xong. Đó. Hiểu chưa? Chứ đừng mà nói chiều rộng mà 12, chiều dài 8 là tào lao nha. Cái hiểu ý thầy nói mà nó rất là dễ nha. Là ở đây chúng ta sẽ áp dụng ở cái bài tổng và tích. Tổng và tích, khi chúng ta biết tổng và tích của hai số thì chúng ta sẽ tìm ra được hai số đó thôi, bằng cách chúng ta sẽ thế vào trong phương trình này nè. Hiểu chưa? Rồi. Đây nghe. Đó. Ngay chỗ đây chúng ta có thể ký hiệu đây chính là bằng S nè. Và ngay chỗ đây chính là bằng B. Đúng chưa? S là tổng, B là tích. Hiểu không? Khi đó nó sẽ là nghiệm của phương trình này. Nghĩa là nghiệm của phương trình có dạng là x bình phương trừ cho SX cộng B á. Nên thầy miễn nói với các em là phải để cái bài này lại sau khi học xong cái bài này thì chúng ta mới giải được. Chứ nếu như ban đầu mà thầy đưa ra như này thì chắc chắn 100% là chúng ta không thể nào hiểu được. Không thể hiểu được tại sao mà nó lại xuất hiện cái phương trình này. Không thể nào mà hiểu được. Có đúng không? Đó. Ok chưa? Bây giờ thầy cũng sẽ cho em một số bài tập về nhà để chúng ta làm nha. Bây giờ chúng ta có thể tìm giùm thầy một cái ví dụ như ta tìm hai số A và B, ta biết A cộng B là bằng bằng 7. A cộng B mà thì bằng 7. Rồi âm 7. Rồi A nhân B. A nhân B là bằng 12. Tìm ở đây chúng ta đi tìm giùm thầy AB bằng bao nhiêu. Được chưa nào? Thôi làm một bài thôi. Rồi chúng ta làm thêm bài tập chứ vụ trời cho nhiều quán cái rồi. Rồi chúng ta mua thêm cái sách bài tập để chúng ta làm nha. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc. Thầy chúc cho các em học tốt. Bye bye. Trong clip sau thầy sẽ quay cho các em phần bài tập. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh Thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.